Xin kính chào quý khách hàng đến với website Giang Nhà Phố .com. Hôm nay xin giới thiệu quý khách hàng nhà phố ở Phú Lợi, phía sau cà phê Villa, một sẹt của đường Nguyễn Nhân Lên và nhánh của đường Lê Thị Trung. Nhà diện tích là ngang 5m8, dài 25m, nó hậu 5m9, được xây kiên cố là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 phòng học, có sân trước để 2 ô tô. Hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát, phong thủy tốt. Đường trước nhà là đường nhựa 5m thông, xe ô tô thoải mái. Sân trước để được 2 chiếc ô tô. Cửa nhà là cửa nhôm rất là kiên cố. Tặng cho mình một cây mận, mận rất là lớn luôn. Đây xây dựng được 2 căn, đã bán 1 căn rồi. Ở dưới tầng trệt là phòng khách, bếp, một phòng ngủ, một vệ sinh và một sân sau rất là rộng, có hồ non bộ. Cũng tặng cho mình một số nội thất đồ gỗ. Bàn ăn gỗ, tủ bếp gỗ. Tặng cho mình một cái bức tranh ha, rất là đẹp luôn. Đây là phòng ngủ tầng trệt. Cũng lắp sẵn đường dây chờ máy lạnh ha, khách hàng chỉ vào sử dụng thôi. Đây thì có một nhà vệ sinh sử dụng chung. Cũng lắp đặt sẵn máy nước nóng lạnh, năng lượng mặt trời đầy đủ. Chúng ta vào chỉ sử dụng thôi. Đây khu vực sân sau. Sân sau chúng để giặt đồ, phơi đồ. Chỗ này để máy giặt. Để giặt sân sau rất là rộng, thoáng. Ở phía trên đây chúng ta làm thêm những cái hàng rào, trồng thêm hoa, rồi hoa lan, hoa hồng, đồ này kia là quá tuyệt vời luôn. Trên lầu thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng học, có 2 vệ sinh. Một vệ sinh sử dụng riêng và có một phòng ngủ có vệ sinh sử dụng trong. Nhà diện tích là ngang 5m8, nó hậu 5m9, dài 25, hướng đông nam. 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 1 phòng học, 1 phòng thờ. Sân để 2 ô tô, đường nhựa 5m thông, thông từ Nguyễn Nhân Lên qua đường Lê Thị Trung. Vị trí nhà thuộc phường Phú Lợi. Này trên lầu, có một phòng ngủ master rất là rộng. Tặng một cái tủ quần áo gỗ. Nhà vệ sinh, trong. Vệ sinh, rồi bên đây là bồn đứng tắm, cửa nhôm kính sinh pha. Ở trên lầu thì là lót sàn gỗ hết. Cửa chính nhà là cửa phòng ngủ là đều cửa gỗ hết. Đây khu vực đây, tặng cho mình một cái bức tranh nhỏ ha. Nhưng mà cái chỗ này nếu như mà ai mà muốn vẽ hay là lắp những cái bức tranh lớn thì rất là đẹp ha. Cái khu vực này chúng ta để đọc sách hay là cho làm cái không gian riêng cho những cái con
của mình thì nó đi học. Chúng ta ở các phòng ngủ trên lầu, chúng ta quản lý rất thuận tiện. Đây phòng ngủ. Đây phòng ngủ thứ ba. Đây, khu vực này, cái chỗ này thì cũng rất là rộng, chúng ta có thể thờ được. Mà gia đình chúng ta không thờ thì tùy theo mục đích sử dụng, làm phòng ngủ hay là cái gì đó cũng được. Nhà diện tích là ngang 5m8, nội hậu 5m9, dài 25, được xây kiên cố là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng học, sân ô tô. Giá bán hiện đang rẻ so với thị trường. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 0975595679 hoặc website dannhaphố.com. Em sẽ trực tiếp dẫn khách hàng tham quan và những cái mẫu nhà bán mới đẹp tại khu vực Thủ Dầu Một Bình Dương. Sẽ lựa chọn cho khách hàng một nhà thật là ưng ý nhất, giá tiền phù hợp nhất và giá tốt nhất. Quý khách hàng quan tâm vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ và được xem được những video mới nhất. Xin cảm ơn khách hàng.